bạn luôn trải qua hai lần hội chẩn bác sĩ Hàn Quốc đó. Cái lần này là lần bác sơ, lần trước một bác sĩ khác nữa. Thì qua cái cuộc hội chẩn này chúng tôi mới đưa ra phương pháp điều trị. Bạn thấy cái hình của bằng lôn trước đó rất là nặng, bây giờ nó đỡ được nhiều vì chúng tôi đã phẫu thuật một lần rồi đó. Nhưng mà chúng ta biết câu chuyện của bằng lôn là trải qua hai lần phẫu thuật trước đó, u mạch máu và cắt hết toàn bộ này, và nó tổn thương dây thần kinh số 5 và số 7. Vậy cho thấy cái mặt bằng lôn sẽ bị liệt một bên đó, và cái nhìn nhìn đây, nhìn đây đó, nó cùng mắt cũng vậy, nó hơi bị trên chút xíu đúng không, dây thần kinh số 5 mà. Cho nên sau đó thì bạn Loan được được mà được xử lý là chúng tôi bắt buộc phải là sẽ cấy ghép một phần biểu mô biểu trung bì, trung bì mô mỡ mật trung bì để làm đầy cái khoảng lỗ này. Và ca phẫu cái lần phẫu thuật đầu tiên cách đây cũng gần 6 tháng, và hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu làm lần thứ hai. Thì sau lần mổ thứ nhất cách đây mà 6 tháng bác sĩ mổ cho luôn, thì em về nhà em thấy nó cải thiện bao nhiêu phần trăm? Dạ cả tiền tắt mất rồi. 80%. Thì về nhà mọi người thấy sao? Thì mọi người khi là nhìn nó đầy hơn xưa, được hơn xưa. Đó. Thực ra thì mới làm hôm trước bác sĩ có nói với Loan là sẽ làm ít nhất 2 lần, mà một lần đầu tiên mà nó cải thiện khoảng 80% thì rất là tốt rồi. Và hôm nay chúng ta sẽ tiến hành làm lần thứ hai, chắc chắn là sẽ cải thiện nhiều đó. Nhưng mà nói gì nói, tại vì cái gương mặt này, nó bị nó khuyết một lỗ rất lớn và nó có tổn thương vĩnh viễn về dây thần kinh số 7, một phần số 5, thì chắc chắn cái gương mặt mình cũng hơi so le một chút xíu, nó không thể hoàn hảo hai bên bằng nhau. Tuy nhiên rằng là mình phải 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 tin tưởng rằng là tôi tin nè, sau khi mổ lần hôm nay lần thứ hai thì nó sẽ đỡ thì nhiều nha. Bây giờ chúng ta nhìn thẳng về trước đây, qua đây đây đó, đó. Đây là cái vùng lỗ, chúng ta sẽ tiến hành vẽ để cái ghép mà cho nó cái chỗ rộng nhất á, là nó khoảng hơn 7 cm, và cái đoạn này của này là 7 cm, cái đoạn này dài nhất là 7 cm, cái đoạn này dài 10 cm. Nhưng mà cái khuyết nhiều nhất là cái vùng này thì mình sẽ làm đó, cái vùng này là vùng khuyết nhiều nhất, vùng thứ hai là vùng này, vùng thứ ba là vùng này. Như vậy á, cái khoảng cách cái này cũng khá lớn nha. Toàn bộ đường dài hơn 10 cm này, 7 cm khuyết nhiều nhất vùng này. Tuy nhiên mà khi chúng ta ghép á, biểu bì trong mô mỡ thì chúng ta phải gấp rộng một chút xíu. Bao giờ giai đoạn đầu tiên á, mình sẽ thấy nó hơi to một chút xíu. Rồi như vậy hôm nay là lần thứ hai cách 6 tháng, bạn Loan đã được chính thức tay tôi sẽ mổ là ghép biểu bì trong mô gương mặt. Thì mà bạn mấy bạn xem được cái hình đầu tiên, đây cái hình đầu tiên bạn Loan lõm rất nặng đúng không, rất là sâu đó. Và cái hình này là cái hình năm 2019 mà khi bạn Loan tham dự chương trình.